Đây là lựa chọn rất đúng chứ không phải là đúng. Khi mà sử dụng Invisalign và con tự tin hơn chính bản thân con, tự tin về nụ cười, vì nụ cười tự tin sẽ giúp cho con thành công trong các bước đường tương lai. Cảm ơn mẹ đã chọn Invisalign cho con.